Hello cả nhà, mình xin chào cả nhà và các bạn nha. Hôm nay mình đi dạo một vòng ở cái thành phố mà chỗ mình ở. Nhà mình ở thì ở nông thôn nhưng mà thường mình ít có khi nào lên trên mấy cái chỗ đông đúc này lắm. Thì hôm nay mình đi lên trên đây thấy xe cộ ở đây nó bán rẻ quá trời, xe hơi của Nhật á, xe nội địa bán rẻ quá trời. Thì mình sẽ quay một số cửa hàng, một số chỗ bán xe hơi á. Xe hơi cũ Sài Gòn á mà còn rẻ lắm, xe nó cũng còn đẹp mà giá cũng rẻ lắm, thì để quay cho mọi người cùng xem để biết thêm nha. Mời mọi người cùng xem video. Như chiếc xe đỏ này là có giá là 100 triệu nè, đó chiếc xe đỏ này. Còn chiếc xe trắng bên đây thì nó còn mới nhiều lắm, nó hình như là rất là mới luôn, thì nó tới 300 triệu lận. Thì ở bên đây á, giá tiền nào của nấy, nhưng mà mình thấy xe thì nó cũng rẻ lắm. Đó, có mấy chiếc vài chục triệu nữa. Đó, như đây là mấy cái cửa hàng xe mới, xe xịn nè. Đó, xe nó để lên trên lầu luôn. Còn xe mà rẻ rẻ tiền xe cũ Sài Gòn á, thì nó để ngoài trời. Đó, lâu lâu mình mới lên phố một lần. Tại chỗ mình ở nông thôn lên đây thì cũng hơi xa. Đây là mấy con xe hơi nội địa của Nhật á, cả nhà. Xe hơi ở bên đây rẻ lắm. Xe này là xe mới. Xe mới thì chiếc này nó có giá là tầm khoảng 200 mấy chục triệu, khoảng chừng 250 triệu. Cái này là xe mới. Xe mới thì mấy cái con nội địa này thì nó tầm tầm khoảng 200 mấy chục triệu à. Mấy xe 4 chỗ 5 chỗ vậy nè. Giá nó ngang ngang nhau hết, chiếc nào cũng vậy. À, mấy chiếc này thì chiếc này hơi mắc hơn chút, tầm khoảng 300 triệu. Nissan, chiếc Nissan này hơn 300 tí, nó khoảng 350 triệu một chiếc. Là xe mới á, còn xe cũ bên đây rẻ lắm. Xe cũ mà mấy cái loại gì nè, mấy cái loại cũng hiệu Nissan hoặc là cái hiệu gì đó, cái hiệu đó mình không biết. Thì nó tầm vài chục man, tức là khoảng chừng mấy chục triệu, 5 70 triệu hoặc là khoảng 100 triệu là có một chiếc rồi, có một chiếc xe hơi chạy. Xe hơi bên đây á, xe nội địa thì nó rất là rẻ. Chiếc này thì tầm khoảng đây có 100 200, khoảng 260 triệu. Thì giá nó tầm tầm ngang ngang nhau mà, 200 mấy gần 300 hoặc là 300 mấy, khoảng 350 là những cái xe nội địa. À, như chiếc này thì rẻ nè, chiếc màu đỏ này thì tầm khoảng 200 triệu, là mình tính tiền Việt Nam á, cho mọi người dễ hiểu. Xe cũ á, loại xe cũ bên đây á, thì nó rất là rẻ. Cái này là xe mới, xe cũ thì đậu tút đằng kia. Này xe mới không à. Xe hơi bên đây á nó rẻ cực kỳ luôn, xe nội địa nha. Còn xe nhập khẩu thì giá nó cũng hơi cao cao. Thì ngay chỗ này thì mình không thấy chiếc xe nhập khẩu, toàn là xe nội địa của Nhật thôi. Ở đây làm một tháng lương thôi, một tháng lương của người Nhật hoặc là của người Việt đều mua được một chiếc xe hơi cũ. À, cái này là cái chốt cửa hàng của người ta bán xe nè. Đó, xe đậu dài 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 dài. Bên đó là nãy là xe mới, phía bên đây mới là xe cũ nè. Xe cũ thì người ta có để đầy đủ thông tin luôn. À, trong kia có mấy con xe nhập, xe sang, mấy chiếc lát xịt với chiếc Audi đậu trong đó. Nhưng mà xe đó không có treo bảng giá. Nè, như mấy con xe này là xe Sài Gòn, nó người ta để thông tin đó, có để cái số km trên đó luôn, đã chạy bao nhiêu km đó, người ta có để luôn đó. Mấy chiếc này thì xe xe cũ mà còn rất là mới. Mấy chiếc này tầm tầm 100 triệu mà, là có chiếc này thì khoảng 8 mấy triệu nè, đó rất là nhiều. Đây xe này thì khoảng 70 triệu. Đó. Bên đây là xe trả góp. Hình như nó có để cái phần trả góp phía dưới đó. Xe này chạy 33.000 cây à.
Mấy chiếc này tầm khoảng 7-80 triệu, 100 triệu. Mấy chiếc này cũng vậy, khoảng 90 triệu, cũng trả góp luôn. Mấy chiếc này là xe cũ, trả góp, xe cũ mà còn đẹp. Có mấy cái loại xe mà mấy xe này là xe cũng có thương hiệu á, hiệu hiệu Nissan, là hiệu Nissan cũng có thương hiệu á, cho nên là giá nó cũng cao cao, tại xe còn mới chát à. Nè, như chiếc này sao nó để có 29 man nè, thì chiếc này tầm khoảng 6 mấy triệu, hơn 60 triệu. Chiếc này thì khoảng 100 triệu. Cái này là xe nó còn mới vậy đó, còn mà mấy chiếc xe mà nó cũ cũ hơn nữa thì nó rất là rẻ. Quá trời xe để cho chọn lựa luôn. Ở bên đây mấy chiếc xe mới mới này thì nó giá nó còn hơi cao. À, như mấy con trong đây thì nó hơi tệ hơn chút xíu, km của nó đi nhiều hơn. Km của nó đi tới 77.000 cây, ở ngoài thì mấy xe ngoài thì km của nó đi ít lắm, nó đi mới có 20-30.000 cây, cho nên giá nó còn cao. Mấy chiếc xe mà đi nhiều thì giá nó sẽ thấp xuống. Như chiếc này 77.000 km nè, nó còn khoảng 60 triệu chiếc xe này. Như chiếc này thì nó tầm khoảng 3 mấy triệu, khoảng 32-33 triệu chiếc này đó. Chiếc này đi cũng gần 70.000 cây số. Nào, có chiếc này rẻ nè, chiếc này nó có khoảng 42 triệu à, chiếc xe này. Xe này hình như là kiểu như là xe dành cho chưa đủ tuổi hay sao á. Ở bên đây có một cái loại xe nha, có một cái loại xe nhỏ nhỏ nè, dành cho những người chưa đủ tuổi á, giống như Việt Nam mình có xe 50, xe phân khối nhỏ để dành cho những người chưa đủ tuổi chạy á. Chiếc này giống á, mà không biết phải hay là không, nhưng mà nó có một cái loại xe đó nữa. Nó như chiếc này nó khoảng chừng 4 mấy triệu thôi, khoảng 42 triệu thôi. Mấy chiếc xe nội địa này nè thì nói chung là tiền nào của nấy thôi, mình có đi rồi, tại vì lúc trước có anh bạn người Nhật á, hay chở mình đi ăn uống rồi đó. Nó yếu lắm, yếu với lại nó sốc, nó dằn nữa, cái phuộc của nó không có được im, nó không có im. Thì ở đây tiền nào của nấy thôi, thì chiếc xe của anh đi thì nó cũng giống giống vậy nè, thì xe anh đi cũng 60-70 triệu à, anh cũng mua xe cũ lại đó. Như con này khoảng 100 triệu. Thì những cái chiếc xe nội địa này á, thì nó hơi xấu một chút, nó cái mỏ nó hơi bằng bằng, nó hơi ngắn ngắn á, nó hơi xấu tại xe nội địa. Thường là xe nội địa mình thấy chủ yếu là hiệu Suzuki nè, với Nissan, với cái hiệu giống như cái hình chiếc lá này mình không biết là gì. Nissan với Suzuki mình thấy cũng nhiều lắm. Nói chung thì bên đây tiền nào của nấy thôi. Đó, như mấy chiếc này 100 triệu. Đối với một tháng lương của người Nhật á, thì gần mua được chiếc này rồi. Khoảng 2 tháng, gần 2 tháng là mua được chiếc này rồi, khoảng 100 triệu. Như mấy chiếc mà khoảng chừng 40-50 triệu á, thì một tháng lương của người ta mua được rồi. Còn như mình á, thì sẽ mua được chiếc hồi nãy khoảng 30 triệu, chiếc màu đen nãy. Hiệu Suzuki là nhiều. Ở đây mình thấy hiệu Suzuki không à? Nè, chiếc này cũng khoảng 70 triệu nè, hiệu Suzuki nè. Bên kia có hai chiếc xe xịn, hai chiếc xe nhập khẩu, chiếc Lexus với chiếc Mercedes. Nhưng mà không có để giá, mình cũng không biết bao nhiêu tiền. Thì trong bãi xe này là có một chiếc là rẻ nhất là khoảng 30 triệu, cái chiếc màu đen nằm phía ngoài á. Cái bãi xe này còn mới á, có mấy cái chỗ mà xe nó cũ lắm, nó cũ hơn cái này thì nó rất là rẻ. Mấy xe này đi nó yếu lắm, đi mà lên cái đường dốc, cái đường núi, cái đường mà mình đi làm á, là nó bò lên không. Đi mấy cái đường dằn á, mấy cái đường ổ gà nó sốc lắm. Tiền nào của nấy thôi. Thì trong cái bãi xe này á, thì mình thấy cái chiếc xe này là rẻ nhất. Chiếc này thì khoảng 30 triệu. Thì
có những chiếc xe nó còn bèo hơn nữa, rẻ hơn nữa. Nhưng mà chiếc này thì cũng tầm là rẻ nhất ở đây rồi, thì khoảng 30 triệu à. Chỗ này là rửa xe tự động nè, mình chỉ cần chạy xe vô trong đây rồi đậu yên ở đó là máy móc nó tự rửa cho mình thôi à, xong rồi mình chạy ra. Chỗ này là cửa hàng DVD của Nhật, thì chỗ này bán tất cả các loại đĩa luôn, đĩa game hoặc là đĩa phim hoạt hình, phim người lớn gì, nói chung là đầy đủ hết. Nãy giờ mình coi những cái chiếc xe mà giá trung bình vừa vừa xài, thì bây giờ đây là một cái cửa hàng của Mercedes. Đây là cửa hàng xe sang, xe nhập. Thì xe mới của nó thì nó mắc, thì nó cũng vài tỷ một chiếc, nhưng mà xe cũ thì nó cũng rẻ lắm. Nhưng mà đối với ở Việt Nam mình thì xe cũ thì nó mắc, nó vẫn còn mắc, nhưng ở đây xe cũ thì nó cũng rẻ lắm. Thì để một hồi quay mấy chiếc xe cũ cho cả nhà coi, nó tầm khoảng 700-800 triệu là có một chiếc Mercedes cũ chạy, nhưng mà nó còn rất là mới. Để xin lại đây quay cho cả nhà coi. Xe cũ thì người ta đậu ngoài đây mấy chiếc nè, mang tiếng cũ nhưng mà mình thấy còn rất là mới luôn. Nó tầm khoảng 700-800 triệu thôi, ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ không mua được. Ở Việt Nam thì những chiếc xe này thì mình nghĩ độ tầm khoảng gần gần 2 tỷ nếu như một chiếc như thế này. Như chiếc xe trắng này nè thì nó tầm khoảng 660 hoặc là 670 triệu. Đó, gần 700 triệu là chiếc xe trắng này nè, còn rất là mới luôn. Còn bên đây cũng là chiếc xe trắng luôn, nhưng mà cái đời nó cao hơn một chút. Thì nó khoảng 800 mấy chục triệu, khoảng 806 870 triệu. Đó, còn cái chiếc màu đen bên đây để coi giá nó bao nhiêu. Đó, chiếc màu đen bên đây thì cũng còn mới, nói chung là mấy chiếc xe này mình thấy cũng còn mới như nhau hết. Chiếc này thì khoảng hơn 600 triệu chút xíu, là tầm khoảng 610 triệu. Đó, khoảng 610 triệu. Ba chiếc này nhìn còn rất là mới, rất là đẹp. Còn bên đây là hãng BMW, thì nó nằm bên lộ mà mình qua không được, tại có dãy phân cách rất là dài cho nên mình không không có qua được cửa hàng bên đó để quay. Như những cái chiếc xe nội địa này nè, người ta bày bán, người ta đậu cặp phía ngoài đường rất là nhiều luôn. Đó, mấy chiếc xe nội địa thì cái mỏ nó ngắn ngủn, mà cái mỏ nó cục ngủn nó bằng bằng gì đó. Đó, xe mới xe cũ thì mình thấy giá nó cũng nói chung là tương đối là cũng rẻ. So với lương công nhân của mình đó, thì xe cũ thì nó rẻ nha, chứ còn xe mới thì nó cũng vài trăm triệu thì nó cũng cao. Đó, rất là nhiều luôn. Đi làm ở nước ngoài mà muốn sắm một chiếc xe hơi thấy nó đơn giản lắm, còn ở Việt Nam thì hơi bị khó. Ở bây giờ mình qua tới mô tô, coi mô tô giá nó như thế nào nha, để cho mọi người tham khảo mô tô ở bên đây. Là như chiếc mô tô này thì nó có giá là gần 200 triệu. Đó, khoảng 200 triệu. Còn chiếc màu đen bên đây nhìn cũng đẹp lắm nè. Đó, chiếc màu đen bên đây thì khoảng 150 triệu. Đó, chiếc màu đen bên đây khoảng 150 triệu. Bên đây mua chiếc xe hơi thì nó còn rẻ hơn chiếc xe này nữa. Đó, như chiếc xe hơi hồi nãy mình nói là xe cũ hồi nãy nó xe rẻ nhất thì tầm khoảng 30 triệu đó. Còn dân người ta có tiền, người ta chơi xe thì người ta sắm mô tô là bình thường. Đó, xe bên đây rất là nhiều, nhưng mà mấy chiếc mô tô đó thì mình thấy giá nó cao lắm, không có chiếc nào rẻ chứ đó. Mô tô bên đây giá cao lắm. Như chiếc này thì nó tầm khoảng chín mấy triệu, chiếc này chưa tới 100 triệu. Còn chiếc này của hãng Yamaha nè, để coi coi chiếc của hãng Yamaha này bao nhiêu tiền. Chiếc này cũng vậy, chiếc này cũng tầm chín mấy triệu. Đó, nãy giờ mình đi quay xe cũng giá rẻ có, giá mắc có, nhưng mà bây giờ qua tới hàng siêu xe luôn nè.
Đó, cái chỗ này là bán siêu xe hiệu con ngựa này nè, mình nhìn là biết của hãng siêu xe rồi đó, nhưng mà giá cả thì người ta không có để á, cho nên mình cũng không có gành, không có biết nó là giá là bao nhiêu. Đó thì để quay mấy chiếc xe này cho mọi người coi, mấy chiếc xe đậu ngoài đây thì xe cũ đó, còn xe mới thì nó đậu trong trong nhà, trong trong nhà kính. Thì giá cả như thế nào thì mình không gành, mình chỉ biết nó là siêu xe thôi. Đó, như mấy chiếc xe này là xe mới, người ta đậu ở trong nhà kính nè. Đó. Giờ nãy giờ mình quay ở ngoài đường rồi, bây giờ mình vô trong siêu thị quay mấy chiếc xe đạp cho mọi người cùng tham khảo. Thì cũng có nhiều người muốn biết xe đạp giá bên đây nó như thế nào, thì mình quay cho mọi người coi. Thì chiếc xe đạp này nó có giá là 4 triệu đó, chiếc mình mấy chiếc này nè, mấy chiếc xe đạp này nó kiểu cái kiểu dáng giống như xe đạp Trung Quốc hồi xưa của Việt Nam mình đó. Đó, mấy chiếc này thì tầm khoảng 4 triệu 2 triệu. Đó, như chiếc này là 4 triệu một chiếc nè. Đó, chiếc này là 4 triệu. Cái sườn này sườn bự. Còn cái sườn mà cái cọng nhỏ nhỏ như xe Trung Quốc hồi xưa như chiếc này là 2 triệu nè. Đó, như chiếc này là 2 triệu. Hồi xưa chị Năm mình cũng có bán mấy cái loại xe này nè, nhưng mà của Trung Quốc. Đó, bên đây thì cái mấy cái loại này á, thì nó bán là 2 triệu một chiếc. Còn mấy chiếc xe điện nữa, để họ quay mấy chiếc xe mà không phải là xe điện mà xe trợ lực bằng điện. Mấy xe này thì không có trợ lực. Đó, còn mấy chiếc xe này kiểu như xe leo núi, xe kiểu Ford leo núi, xe này có líp đề. Chiếc xe này thì tầm khoảng 3 triệu mấy. Khoảng 3 triệu 6. 3 triệu 6, 3 triệu 7. Còn mấy chiếc xe ở trên đây có phục giữa luôn. Mấy chiếc xe trên đây thì tầm khoảng 4 triệu. Đó, 4 triệu hơn chút xíu, 4 triệu lẻ. Mua xe bên đây, mấy mua xe đạp bên đây cũng được, nhưng mà mình không biết cách vận chuyển về, tại cũng không rành tiếng, cũng hơi khó. Đó, như chiếc này thì khoảng 3 triệu mấy nè, khoảng 3 triệu rưỡi. Còn chiếc này thì cũng tầm khoảng 4 triệu. Đó, chiếc này cũng khoảng 4 triệu. Đó, chiếc màu xanh dưới đó thì cũng 3 triệu mấy, tầm khoảng 3 triệu rưỡi. Chiếc màu đen này thì cũng khoảng 4 triệu luôn. Chiếc màu xanh bên đây cũng vậy, nó cũng chung với mấy cái chiếc hồi nãy là cũng khoảng 4 triệu. Còn xe này là xe trợ lực có điện nè, nó cũng giống giống như xe của mình chạy nè, nhưng mà cái loại này nó hơi rẻ hơn xe của mình chạy một chút xíu. Đó, nó có trợ lực đẹp bằng điện, đạp nó rất là nhẹ. Nó nhẹ mà nó đi nhanh nữa, tại nó có trợ lực điện á. Xe này thì có giá tầm khoảng 11 12 triệu, khoảng khoảng đó. Khoảng 11 triệu. Nó có trợ lực, cái bánh trước của nó là nó có cái cục motor điện á.
nó trợ lực bằng bánh trước. Nhưng mà cái loại này mà nó hết điện á, đạp nặng lắm nha. Cái loại này hết điện đạp nặng lắm, nặng hơn xe thường nhiều. Không biết sao á, nó mà hết điện hay là đạp cực kỳ nặng luôn, đạp không nổi luôn. Xe thường mình đạp còn được, chứ còn xe này hết điện đạp nặng lắm. Hôm bữa xe mình nó bị hết điện dọc đường, nó bị hư cái bình, nó hết điện dọc đường, trời ơi, đạp không nổi luôn, nó cực kỳ nặng luôn. Đó, mấy chiếc này là giá nó như vậy.